Sau đó mình sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt cái nhân viên. Thì máy sau khi mà reset thì sẽ chưa được cài đặt gì hết, mọi người chỉ cần bấm vào menu là mọi người có thể bấm chữ M để vào menu luôn. Thì mọi người sẽ phải cài đặt nhân viên đầu tiên, hoặc là người quản lý đầu tiên. Thì lúc này máy mới yêu cầu cái quyền quản trị khi vào menu. Thì đầu tiên mọi người muốn cài cái nhân viên đầu tiên thì mọi người sẽ chọn vào cái ký tự này. Rồi mọi người bấm OK, chọn vào mục số 1. Rồi lúc này mọi người sẽ trên máy sẽ hiển thị cho mọi người số thứ tự. Ô số 2 nó sẽ là hiển thị tên. Thì mọi người di chuyển xuống ô thứ 2, mọi người bấm OK. Ở đây mọi người có thể tùy chỉnh đặt cái tên mà mọi người muốn. Mọi người sẽ bấm vào hình cái chuông này để điều chỉnh cái ký tự mà mọi người muốn viết. Đây. Rồi ví dụ như mọi người muốn viết chữ thì mọi người dựa trên cái chữ số có in trên cái bàn phím. Ví dụ như mình bấm chữ T. Đây thì chọn cái số tương ứng với cái ký tự mà mọi người muốn. Ví dụ như mình muốn viết chữ T thì mình sẽ bấm số 1. Tương tự, bây giờ mình muốn viết chữ H thì mình sẽ bấm vào số 2. Đó, mọi người cứ tương tự giống như mọi người sử dụng điện thoại ngày xưa vậy. Sau khi mọi người OK với cái tên đó rồi thì mọi người bấm OK. Rồi mọi người di chuyển đến cái hàng thứ hai này là tên của cái bộ phận, tức là bộ phận làm việc của cái người nhân viên mọi người muốn cài. Thì mọi người có thể tùy chỉnh nhập ở đây. Đây mọi người có thể lựa chọn. Tuy nhiên là ở đây mình chưa có cài cái phòng ban, cho nên là nó sẽ không có hiển thị cái tên phòng ban ở đây để lựa chọn. Cái này mọi người có thể thiết lập sau, có nghĩa là mình sẽ vào mình sửa chữa lại sau cũng được. Sau khi mà mọi người đã OK hết rồi thì mọi người sẽ di chuyển đến cái mục cuối cùng và mọi người bấm OK để tiến hành lưu cái thông tin này lại. Rồi khi mọi người lưu lại thì ở đây máy sẽ hiển thị cho mọi người cái người dùng đầu tiên nè, tên của cái người đó, và mọi người sẽ tiến hành cài những cái tính năng, ví dụ như vân tay, thẻ từ, mật khẩu. Thì bây giờ nếu như mình cài vân tay thì mình sẽ bấm OK ở mục số 3 này. Rồi mọi người đặt cái vân tay mà mọi người muốn cài lên đây. Lưu ý là mọi người nên di chuyển cái ngón tay để máy nhận diện được nhiều cái vị trí trên ngón tay nha. Rồi máy báo như vậy là đã cài thành công. Rồi ví dụ như nếu mọi người muốn nhập mật khẩu thì mọi người di chuyển đến mục số 5, mọi người bấm OK. Rồi ở đây mọi người sẽ bấm OK vào để nhập cái mật khẩu, mã số mà mọi người muốn. Ví dụ người đầu tiên đi, mình đặt là 4 số 1. Ký tự thì sẽ từ 4 đến 6 số nha. Rồi mọi người bấm OK. Sau đó chọn xuống cái ô thứ 2 và nhập lại lần nữa cái mật khẩu mà mọi người muốn. Rồi mọi người bấm OK và di chuyển đến cái chữ OK cuối cùng. Rồi bấm xác nhận lại. Rồi máy hiển thị như thế này là đã cài được mật khẩu thành công nè. Rồi ví dụ như nếu mọi người muốn cài thẻ từ thì mọi người sẽ chọn qua mục này. Rồi mọi người bấm OK. Rồi lúc này mọi người tích cái thẻ từ mà mọi người muốn cài lên vị trí này, khóa báo OK là được nha. Rồi sau khi mà mọi người đã cài xong các cái tính năng mà mọi người muốn cho cái người dùng đó rồi thì mọi người di chuyển xuống, mọi người chọn đến mục số 6 này. Ở đây là để mọi người chọn cái phòng ban của cái người dùng đó. Rồi mọi người di chuyển xuống nữa thì ở mục số 7 này là mọi người sẽ chọn được cái quyền quản trị. Đây mọi người sẽ bấm vô. Ở đây nó sẽ có hai mục cho mọi người chọn. Một là nhân viên, thì cái chữ này là nhân viên. Rồi mọi người có thể chọn cái chữ này là admin. Admin có nghĩa là cái người quản lý có thể vào được cái menu cài đặt. Còn nếu mà mọi người chọn cái nhân viên thôi thì cái người nhân viên này chỉ mở khóa hoặc là chấm công được thôi, chứ không có vào được cái menu cài đặt. Hiện tại mình sẽ chọn admin nha. Rồi sau đó mọi người bấm OK. Rồi như vậy là mọi người đã cài xong cho cái người nhân viên đầu tiên. Thì mọi người sẽ thoát ra. Đây trên này nó sẽ hiện cho mọi người cái danh sách những người đầu tiên nè. Rồi mọi người bấm chữ C thoát ra. Rồi mình thử lại nha. Thì đây là cái vân tay mình vừa mới cài. Đây máy báo như thế này là đã mở thành công. Thì để khi mà mọi người muốn vào lại menu cài đặt thì mọi người bấm chữ M. Lúc này khi mà mọi người đã có cái admin đầu tiên rồi á thì máy sẽ yêu cầu mọi người phải nhập cái admin, nhập đúng cái admin thì mới vào được menu cài đặt để điều chỉnh. Rồi bây giờ mình nhập admin vào. Rồi lúc này khi mọi người muốn cài cái người tiếp theo thì mọi người cũng chọn cái này. Rồi mọi người tiếp tục thao tác tương tự như ban đầu là mọi người bấm mục số 1. Rồi cứ cài đặt theo như ban đầu. Hoặc
mọi người bấm thoát ra. Nếu mọi người muốn điều chỉnh sửa cái gì đó, ví dụ như mình muốn thay đổi mật khẩu hay là sửa mật khẩu của cái người nhân viên đó, hay thay đổi cái thẻ từ của người nhân viên đó, thì mọi người chọn vào mục số 2 rồi mọi người bấm OK. Lúc này trên này sẽ hiện cho mọi người danh sách các cái nhân viên, thì mọi người cứ lựa chọn cái người nhân viên mà mọi người muốn thay đổi, rồi mọi người bấm OK vào và mọi người di chuyển đến cái mục mà mọi người muốn thay đổi, muốn sửa. Sau khi sửa xong thì mọi người lại bấm OK. Mọi người sửa xong thì mọi người sẽ bấm chữ C này thoát ra. Rồi. Ngoài ra thì nếu như mà mọi người muốn xóa cái người nhân viên đó thì mọi người cũng vào lại cái mục này và mọi người chọn cái chữ delete này. Rồi thì ở đây nó sẽ hiện cho mọi người, thì tùy theo mọi người lựa chọn. Giả sử như bây giờ mình cài một cái nhân viên thứ hai đi. Rồi thì khi mà mọi người muốn xóa ở đây, mọi người muốn xóa thì mọi người sẽ bấm vào đây. Mọi người lựa chọn cái số thứ tự của cái người nhân viên mọi người muốn xóa. Ha, ở đây. Ở đây mọi người chọn cái số thứ tự của người nhân viên muốn xóa. Ví dụ như nãy mình có hai người, mình muốn xóa người thứ hai thì mình chọn số 2 ở đây rồi mình bấm OK. Thì nó sẽ hiện ra tên của cái người nhân viên để cho mọi người xác nhận lại. Rồi sau đó mọi người chọn xuống cái Delete này, bấm OK và bấm OK ở cái chữ Yes này để xác nhận là sẽ xóa. Rồi như này là đã xóa thành công. Mọi người vào lại trong này thì mọi người xem thì vẫn chỉ còn một nhân viên thôi, còn cái nhân viên còn lại đã xóa rồi.